này độ nó phải tầm 9 rưỡi trên 10, nói chung là anh nghe không biết thế bạn, rất là đẹp, mà màu rất là đẹp luôn, mà bạn xem ha, không có bị hụt miếng nào luôn, nói chung mực rất là đều và đẹp, chung tuyệt vời nha. Chào cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh review hình của mình nha. Thì tập này mình sẽ giới thiệu tiếp nhà về những dòng mà bút bi khác, thương hiệu khác mình nha. Bi Pentel nha. Đây, Pentel rồi SVB, một thương hiệu khá là nổi tiếng ha, Pentel. Thì giờ bút bi này có gì đặc biệt không mà cả nhà với mình cùng thử review thử cái bút bi này thử nha. Ok cả nhà, đây là cảnh nhà cái hộp bút Pentel nha, bút bi. Đó, đây là SVB. Mở ngòi bấm chấm là ngòi dạng trung bình nha, là ngòi rất là nhiều sử dụng. Đây, thấy không? Có tiếng Anh là tiếng gì nè, Đức hay tiếng gì đó, tiếng Ý đủ tiếng, Pentel nè không? Đó. Này của Mỹ nha, thương hiệu Mỹ mà, Pentel nè. Ừ. Ok, bây giờ mình sẽ mở cho bạn xem nha. Đây. Mấy bút văn có đẹp không? Wow, đẹp dữ ha. Nè các bạn. Có ba có trên từng cái viết luôn. Trời ơi. Sang kìa chưa? Ba có trên từng cái viết luôn mới ghê chứ. Đó, quá đẹp luôn ha. Giờ mình sẽ thử cây cho bạn xem. Có in in chìm nè. Bút Pentel là SVB ha, có in chìm luôn các bạn ha. Hình thiết kế rất là thon gọn, nó bo tròn bo góc. Đó, giờ, tuyệt vời ha. Đẹp. Đó, mực trong suốt để các bạn dùng cái thân trong suốt để các bạn xem cái mực bên trong luôn. Đây mở bạn xem. Wow, có cái tay cầm để các bạn cầm á nó không bị trượt á, thiết kế rất là êm mà rất là đẹp ha. Có những cái nè không chấm dưới nè, rất là đẹp ha, cầm chuẩn luôn. Bây giờ mình sẽ test cho bạn xem. Test cho bạn xem vẫn là những cái loại giấy trắng, giấy màu và giấy bóng nha. Đây cái trắng này viết cho bạn xem trước đi, cái trắng này mà đó, mình cầm trên tay luôn là khó viết nè, mình viết trước cho bạn xem. Đây, ồ, mực rất là đẹp ha, và mực là đi ngọt khá là êm luôn á. Đó, này ha, mình để trên tay là khó viết rồi, mình sẽ để ở dưới đây dễ hơn nữa các bạn xem. Đó ha, mực mình để dưới đây thì cái mực sẽ đậm hơn, tại vì cái ngòi mình sẽ ấn xuống, nói chung mực đậm nha. Đó, đẹp luôn và đều và êm luôn, nói chung tuyệt vời. Còn trên giấy bóng thì khỏi chê, để mình coi thử cái độ mà nó khô như thế nào. Đó. Giờ mình sẽ thử coi cái độ khô như thế nào nha. Khô rất nhanh luôn mọi nha. Nói chung khô rất nhanh, tuyệt vời luôn. Còn trên giấy màu thì sao đây? Thử coi. Ôi, giấy màu thì khỏi chê, ăn mà còn hơn giấy bóng nữa. Còn để trên giấy thì sao? Đậm hơn mọi nha, nói chung là êm đó bạn. Cực kỳ êm luôn, nói chung mà cái này êm cực kỳ luôn. Cái này độ êm nó phải tầm 9 rưỡi trên 10, nói chung là nghe không biết thế bạn, rất là đẹp, mà màu rất là đẹp luôn, mà các bạn xem ha, không có bị hụt miếng nào luôn, nói chung mực rất là đều và đẹp, chung tuyệt vời nha, chuẩn nha, vừa đẹp mà vừa sang mà vừa cái mực rất là đều mà xịn nó đậm nữa chứ. Ok bạn, đây mình đã review sơ lược rồi cái dòng bút Pentel rồi bạn, thì bên giá bút Pentel này á về bộ hình là rất là đẹp nha, đó không tròn trong suốt, các bạn để thấy mực bên trong. Đó, nói chung về ngoại hình mình đánh giá phanh được 8.5 điểm, còn về mực thì khỏi chê, mực thì rất là smooth luôn, viết thì rất là đậm nha, dễ viết nữa, mực thì mình đánh giá phanh 9 điểm, nói chung là tổng thể này phải là 8.5-9 điểm, và một trong mấy cái bút mà mình giá là rất ok nha. Đó, viết đẹp, đậm, đều, smooth, chung đỉnh cao nha, để các bạn thử nha, bút Pentel bi